nhưng là từ 10 giây thôi, 10 giây tới 15 giây là nó bung ra, vậy là ok, dầu nóng bỏ vô chạo sơ qua là nó vậy, ok nha. Gì đó lạ hoặc nó hôi á là kiểm tra ngay, tại vì á một con nó chết là nó sẽ bị lây nguyên một cái phần đồ ăn của mình đó. Thường chết á, thường á là cái miệng của nó hay bị co rút, với lại nó bị biến chất á, nó bị phân hủy là nó rất là hôi. Tại ốc á nó khác với những thực phẩm khác, một con chết là nó lây cả đám, cho nên là khi mình ra mình lột cho khách á, mình đem mình lột á thì mình phải rửa cho sạch đó, mình kiểm tra cho kỹ, không là bỏ sai mình lột đó, nếu mà có mùi lạ mình kiểm tra liền. Chú ý nha, cái này là tôm tươi, tôm tươi nghĩa là tôm tôm ngọt. Dạ đúng rồi chị, hiện tại anh thì mình không có luộc qua nước sôi, tại khi luộc á là tôm nó sẽ bị bở, nó đứt đầu luôn, đã nó không ngon nữa. Cái này là bỏ vô dầu chiên trực tiếp. Là gồm bắp,
với lại xúc xích đó, vào tôm rồi mình bỏ vô, mình đảo đều rồi nó vừa, cái nó vừa đảo nó vừa đều tôm rồi, ok tắt lửa liền. Cái này là không xào lâu, nếu mà xào lâu nó sẽ bị rút sốt và nó khô lại, nó không ngon nữa. Đây sốt này là sốt thành phẩm dễ thôi, không cần phải cắt thôi, cắt thôi ra là mấy cái phần này nó sẽ bị ra thịt, đúng không? Để vậy luôn thôi. Đồ cái gì cũng vậy, luộc hải sản, cua, tôm, hay mực cũng vậy, nước sôi thật sôi mới cho vào. Thứ nhất là ăn á, là cái thịt nó chắc và xanh và ngọt. Cua mà từ khoảng nếu mà mực ra sạch rồi á, thì con cua này luộc á trong vòng khoảng 4-5 phút là nó chín rồi. Tùy theo loại nha, nếu mà cái size nó từ được cái trở lại. Mình chuyển qua mình chiên. Đây là khoảng 4-4 là chuyển qua mình chiên nữa. Mình chiên từ 1-2 phút nữa. Cho nên là luộc có khoảng 2/3 thôi. Cái mai này nè, cái mai này mình không nên luộc nha. Tại vì mình khi mình luộc á thì cái thịt mai trong cái này nó sẽ ra hết nước nó sôi lên, nó bị tróc cái mai này ra, cho nên cái này là chiên trực tiếp luôn, cái này dầu nóng bỏ vô chiên luôn, nó sẽ còn giữ được cái gặp ở trong mai. Đúng ra là cái này nè có áo một lớp bột giòn nữa, nhưng mà không, mình không xài nó luôn để đỡ tốn chi phí. Rất là nhanh, chiên này khoảng 1 phút trở lại là nó chín rồi. Đó, vậy là ok. Rồi nếu ok rồi chuyển qua